thời gian buổi sáng ngày thứ sáu để có mặt cùng với em, để em không cô đơn trong tất cả các livestream trong một năm qua. Thì em luôn luôn cô đơn rồi, mọi người chỉ nghe lại từ xa thôi, chứ còn để trực tiếp được chia sẻ và tương tác với mọi người ấy thì gần như là mình sẽ không có nhiều thời gian. Thì công nhận là rất là nhanh ha, một năm nó đã gần hết rồi. Thì trong năm 2021, với một số các cơ cấu, một số cái kế hoạch và cái chiến lược của Viện Nghiên cứu Sinh trắc Vân Tây, thì chúng ta sẽ có thể có một cái chương trình gặp gỡ chuyên gia cực kỳ hay hơn, cực kỳ đột phá hơn so với lại năm vừa qua chúng ta đi. Và em cũng mong muốn rằng là sẽ có rất là nhiều cái sự xuất hiện của tất cả các anh chị trainer, của các chuyên gia khác tham gia vào cái hành trình chia sẻ cái giá trị gieo hạt tri thức đến cho mọi người. Còn trong năm 2019 và cho đến thời điểm 2020, thì trong suốt 2 năm qua thì cá nhân em cũng đã dành thời gian chia sẻ cho tất cả các anh chị về cái chương trình, chia sẻ về cái kiến thức của Sinh trắc Vân Tây này rồi. Thì sau khi mà nhìn lại một năm vừa qua á, thì thấy được rằng là một trong những cái điểm mà em thích nhất trong năm 2020 đó là mình có rất là nhiều cái tên gọi dành cho tất cả các chủng vân tay. Mình có những cái góc nhìn nó rất là mới và nó mang tính giá trị đi từ bên trong hơn cho chính cái người khách hàng và cho chính chúng ta là những người đang làm nghề. Chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn nó chủ động hơn, nó mang tính quyết định là mình sẽ lựa chọn hành động cái gì hơn. Thì đó là một trong những cái điểm mà em tâm đắc. Như vậy thì test qua một chút xíu là cả nhà có đang nhớ được hết những cái tên gọi mà mình mới đặt, cũng giống như là mình đã được nghe trong năm 2020 đối với là tất cả các chủng vân tay không ạ? Mọi người comment xem nào, xem coi là có phải là fan trung thành của gặp gỡ chuyên gia không, để nắm được tất cả các tên gọi. Đầu tiên là mình sẽ đi về đại bàng mục tiêu T và S, thì một cái name mới mà mình dành cho cái vân tay này là tên gọi gì ha? Mọi người comment đi, comment chia sẻ kiểu gì nó sẽ có cái gì đấy, không biết là cái gì nha. Rồi em cũng xem trên cái livestream ở trên fanpage của viện nha, nên mọi người cứ tương tác và cứ trả lời cái câu hỏi mà em đang hướng dẫn, đang hỏi. Rồi cảm ơn chị Ngọc Cần, Thượng Phong Kim. Này, mình sẽ có đại bàng một tâm là Thượng Phong Kim, mình sẽ có đại bàng một tâm TS ha, chính là Thượng Phong Kim. Mình có đại bàng WE là gì ha? Chị Lanh hệ thống khá là tốt ha. Chị Lanh có cái ba nhóm Thượng Phong Vân Tây, nhóm Vân Tây Biết Bay và Bình Phong Vân Tây. Nói về cái phong cách của Thượng Phong và Bình Phong thì cái tên nó đã nói lên tất cả rồi đúng không ạ? Chúng ta có một cái nhóm ở thế Thượng Phong và một cái nhóm giữ thế chứng chứng thủ, và luôn luôn ở cái việc đảm bảo tất cả mọi cái sự chắc chắn nền tảng nhất có thể là nhóm Bình Phong Vân Tây. Và chúng ta sẽ có một nhóm mà lững lờ trôi lững lờ trôi trôi linh đinh là nhóm Vân Tây Biết Bay. Như vậy thì trong cái Thượng Phong Vân Tây thì chúng ta sẽ có những cái tên nào, mọi người comment đầy đủ hết, xem bằng trí nhớ siêu phàm của các anh chị thì chúng ta có những cái tên nào nào. Thật ra em thấy hình em trên livestream nó rõ hơn trong Zoom nha. Nhìn rõ hơn ở em nhìn ở trong Zoom vẫn mờ. Ở trong Zoom có ai nói chuyện với mình được không ta? Mình mở Zoom mà mình cũng ngồi độc thoại của mình là mình buồn lắm. Chị Hạch đừng sát muối vào tim em được không? Nói sao chị Hạch còn ha ha được chứ. Thượng Phong Kim, Thượng Phong Mỹ, Thượng Phong Phượng Hoàng Lửa, Phượng Hoàng Lửa ha. Gì nữa nhỉ? Chơi ta
Thượng phong Mỹ, thượng phong lửa. Ừ, còn thượng phong đa nhiệm. Rồi, cảm ơn chị Lanh nha. Thượng phong đa nhiệm. Như vậy thì trong cái thượng phong chúng ta sẽ có bốn nhóm ha. Thượng phong Kim, thượng phong Mỹ, phượng hoàng lửa và thượng phong đa nhiệm. Rồi, chúng ta qua nhóm tiếp theo là vân tay biết bay. Vân tay biết bay thì mình sẽ có những ai nè? Phượng hoàng lửa, mọi người gọi là phượng hoàng lửa là được rồi. Rồi mình có nghe được em nói không ta? Mình sẽ qua vân tay biết bay. Đầu tiên là các cô nàng. Mình sẽ có những cô nàng nào nhỉ? Mình sẽ có những cô nàng nào ta? Thấy chị Yên Thoa và Phùng Dung rồi. Chị Yên Thoa à, chị nên xuất hiện thực tế nhiều hơn. Dạ. Cô nàng đỏng đảnh, UL không phải là vân tay biết bay, nhóm nước nói chung là vân tay biết bay nha. Cô nàng đỏng đảnh gì nữa? Em là gì ta? Mình không thuộc bài á thì mình che mặt mình lại, tắt camera đi. Ngồi đi gì ta nữa. Anh hùng chính nghĩa, anh hùng thời cuộc. Mọi người có vẻ là ít ấn tượng về nước nha. Phương Tây nước bá đạo nhưng mà ít ấn tượng nha. Mình sẽ có cô nàng đỏng đảnh ha. Cô nàng kiêu kỳ ha. Về nước ngược thì mình mới gọi là anh hùng đúng không? Anh hùng chính nghĩa và anh hùng thời cuộc. Anh hùng chính nghĩa thì sẽ mang vân tay của nước ngược thuần RL. Anh hùng thời cuộc thì sẽ mang yếu tố của RTA hoặc là yếu tố của AT, nó cũng có tính chất của anh hùng. Tuy nhiên là nếu nhắc về anh hùng thì mình sẽ nói về nhóm nước ngược nhiều hơn. Tuy nhiên là đối với lại vân tay nước ngược mà trong cái giới tính của cái người chủ nhân là nữ thì mình sẽ dùng cụm từ là anh thư để diễn tả về cái hành động của một người phụ nữ có tính chất kiên cường và và gọi là khá là giống nam tính, khá là giống với con trai nam giới nhiều hơn thì mình sẽ gọi là anh thư, chứ không dùng cụm từ anh hùng cho tất cả các anh chị, cho tất cả các chị nữ giới thuộc về vân tay nước ngược. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý về việc là khi đã là chuyên gia thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái cụm từ và thuật ngữ, nó rất là quan trọng nha. Rồi, như vậy thì mình sẽ có hai cô nàng và hai anh chàng trong cái nhóm vân tay nước. Thật ra thì còn một cái nữa mà em cũng chưa có nhớ rõ cái tên. Rồi chúng ta qua bình phong. Bình phong thì mình sẽ có bình phong thuần đúng không? Có AS là bình phong, có AU bình phong biết bay, có AR là bình phong bứt phá, AT và AE bình phong quyền năng. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được những cái góc nhìn mới, những cái tên mới để giúp cho chúng ta liên tưởng và nhớ về cái chủng vân tay đó một cách dễ dàng hơn, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong cái quá trình chia sẻ và tham vấn cho khách hàng có mang tính gần gũi hơn, hiệu quả hơn.
Trong tất cả các chương trình chia sẻ vừa qua thì chúng ta đi nhiều về cái đặc trưng tính cách và hành vi được hình thành từ mỗi một con người trong thông qua bộ dấu vân tay, thì chúng ta sẽ biết được một phần nào đó thông qua cái việc nhận dạng được cái dấu vân tay của mình, thì cũng sẽ giúp cho bản thân của mình nhận diện được cái nhân thân của mình đang có những cái gì, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái tiếp theo là cái về trả lời các câu hỏi. Thì ở trong Zoom này chúng ta có 17 anh chị. Bây giờ em ưu tiên cho 17 anh chị này, mọi người sẽ đặt câu hỏi trước, hoặc là mọi người bật mic, hoặc là mọi người sẽ chat vào Zoom nha. Còn tất cả các anh chị xem livestream thì các anh chị có thể comment câu hỏi, em vẫn nhìn thấy nha. Có ai hỏi em không? Chị Thạch tiên phong trước đi, chị Thạch bật mic hỏi câu hỏi hôm qua chị Thạch ghi trong form đi, để em dò xem chị Thạch nhớ, chị Thạch hỏi gì. Nhớ mang máng. Nhớ được là chị hỏi về trường hợp câu hỏi nha. Một AU và 9 UL, thì khi chị tư vấn cho một khách hàng trên 40 tuổi và khách hàng xác nhận là gần như là họ không còn những cái đặc tính của AU ở trong đó nữa, thì đối với trường hợp này mình sẽ có một cái hướng như thế nào để khách hàng người ta có thể là có cái cảm nhận về cái bài sinh trắc vân tay, để người ta có cái định hướng để tốt hơn á. Tức là ở đây trong câu hỏi thì chị đang ghi là khi tham vấn bài cho người lớn hướng hệ thống đặc tính tiềm thức là hấp thu như miếng bọt biển, bản sắc tâm lý là linh hoạt, TFRC 153. Tuy nhiên khách xác nhận không còn thấy các đặc điểm hệ thống quy trình ở bản thân do môi trường tác động gần như mất gốc, chỉ còn cảm thấy một phần tính an toàn, thì tham vấn viên sẽ định hướng và đưa giải pháp thế nào cho khách hàng? Thứ nhất là mình biết rõ là sinh trắc vân tay không đo lường được năng lực hiện tại, đúng không ạ? Mình biết được điều này không ạ? Sinh trắc vân tay không đo lường được năng lực hiện tại, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cái việc mà hiện tại khách hàng không có cảm nhận được tất cả những gì thuộc về ngày xưa, thuộc về quá khứ, thuộc về bẩm sinh của họ, thì nó có cái gì là nó có cái gì gọi là khó hiểu không chị? Đúng rồi, chị cũng xác nhận với khách hàng là đây là những cái tố chất bẩm sinh. Và khi khách hàng không có cảm nhận những cái điều đó thì cũng là bình thường. Bởi vì trong cái môi trường phát triển của khách hàng thì cái UL của khách hàng nó rất là nhiều á, cho nên là môi trường tác động nhiều, và trong cái cuộc sống gia đình của khách hàng á thì phần lớn là hình như là ở với đại bàng hay sao á. Cho nên là gần như là mất một số những cái tính núi đi của họ. Ok. Rồi, như vậy nhé. Đầu tiên khi mà mình tham vấn cho người lớn thì nó đến từ kỹ thuật mở tâm, có nghĩa là dẫn dắt. Trong chương trình bậc 4 á, mọi người sẽ học được các bước mở tâm cho khách hàng. Đó là cái quan trọng trước đầu tiên nha. Cho nên là chị Thạch sẽ cần phải lưu ý là và tất cả các anh chị khi mà tham vấn bài cho khách hàng ở góc độ là khách hàng đã có trên 6 ngón là vân tay nước, thì cái việc tạo cái sự gần gũi và mở tâm khách ngay từ lúc mà mình chuẩn bị bước vào cái quá trình tham vấn là một cái điều vô cùng quan trọng. Và gần như mình có thể dành nửa tiếng để mình làm cái bước mở tâm này và tạo cái sự gần gũi này trước khi chúng ta bắt đầu bước vào quá trình tham vấn. Bởi vì chúng ta thừa hiểu được rằng là nếu như có nhiều hơn 6 ngón là vân tay nước thì chúng ta sẽ không thể đo lường được là cuộc đời của họ đã trải qua tất cả những cái biến cố hoặc là sự tác động từ môi trường như thế nào. Cái thứ hai là trong cái vân tay của khách chị có chia sẻ, nó không phải thuần là AS, nó là dạng AU. Cho nên là về bản chất thì nó vẫn có tính nước ở trong đây rất là nhiều. Vậy thì nếu nói thuần về một cái sự hệ thống và quy trình, chắc chắn là nó sẽ không có rõ ràng bằng cái AS được. Cho nên là lưu ý giùm em, khi mà mình gặp những cái bài đặc thù nó không mang đặc tính của bình phong thuần là AS, AT và AE,
Tức là còn rơi vào hai nhóm còn lại là AU và AR. Với lại vân tay có trên 6 ngón là nước thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cần phải có cái bước mở tâm khách hàng trước. Nếu đây là người quen của chị luôn á thì chị vẫn phải cần mở tâm như bình thường, bởi vì người quen nó không có nghĩa là mình biết được cuộc đời của họ đang trải qua những gì và có những gì trong cuộc sống. Như vậy thì một trong những câu hỏi mà em hay đặt với lại người lớn á, anh chị có thể chia sẻ cho em biết một chút về cái sự lớn lên, khoảng thời gian qua mà anh chị sống thì mình đã có những cái sự phát triển như thế nào không ạ? Hoặc là mình có được sống cùng với gia đình không ạ? Tức là chị sẽ xem thêm trong hành trình cuộc sống, mối quan hệ của họ là số 1, hay công việc là số 1, hay thông thái bình an là số 1, thì mình sẽ đặt câu hỏi từ chỗ này. Tức là mình sẽ lấy dữ liệu từ trong hành trình cuộc sống ra để mình hỏi thêm. Nếu mối quan hệ của họ là số 1, thì mình hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về việc là cho em hỏi lại một chút là trong cái khoảng thời gian từ nhỏ cho tới lớn bây giờ thì mình có sống liên tục và sống cùng với gia đình không ạ? Có những cái biến cố nào hoặc là có những cái sự việc nào diễn ra trong suốt quá trình mà mình sống không anh chị? Có một cái sự kiện nào mà, và nếu như để nói về một cái cột mốc mà mình sẽ ấn tượng nhất trong cuộc đời này thì với anh chị nó là cột mốc nào ạ? Mình sẽ đặt những câu hỏi như vậy để giúp cho khách hàng bắt đầu họ truy hồi lại quá khứ, họ truy xuất lại thông tin và họ bắt đầu có những thông tin chia sẻ với mình. Sau khi chị Thạch nghe xong cái này rồi, chị Thạch mới quyết định cái phong cách chị tham vấn cho khách hàng là như thế nào. Còn nếu như trong bài báo cáo xin chấp tay của họ có sẵn luôn cái yếu tố của AS thì gần như không cần phải có bước mở tâm. Hãy tin chắc rằng là dù như thế nào đi nữa trong cái môi trường này, bản chất nó vẫn là bản chất. Còn đối với lại cái dữ liệu của chị Thạch đưa ra là gì? Linh hoạt cao, linh hoạt 53%, vân tay nước nhiều, núi thì là AU, không phải thuần về AS đúng không chị? Như vậy rõ ràng là tất cả những cái yếu tố này nó đều cho thấy một cái việc là bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào môi trường đều có thể đẩy họ đi xa với bản chất nhất có thể. Chính vì như thế thì mình cũng không cần phải khẳng định là anh là người như thế này, anh là người như thế kia. Mình sẽ cho họ thấy cái cơ chế nào làm dễ dàng làm cho họ đi lệch pha so với bản chất ngay từ ban đầu của họ. Vì vốn dĩ họ sinh ra nó đã là một cái tính chất của sự vô định. Như em nói là vân tay nước á, tại sao em gọi vân tay nước là vân tay biết bay và nó là muôn hình vạn trạng. Khi mà bạn sinh ra một đứa trẻ con có sở hữu vân tay đại bàng thì bạn thừa biết con có một cái hình dạng rất rõ, đó chính là đại bàng. Đó chính là một con chim đại bàng. Khi bạn sinh ra một em bé có vân tay núi, bạn xác định được là vân tay núi, thì bạn cũng có thể thấy được cái nhân dạng rất rõ của con chính là hình ngọn núi. Vậy thì đối với lại vân tay nước á, thì bản chất và nhân dạng của con nó là một dòng chảy, hoặc là một cái hồ, hoặc là một cái ao. Đặc tính chung của những cái chất lỏng này là nó đều chưa có được định hình. Nó đều chưa được định hình. Bây giờ mình đổ nó vào cái khuôn hình tròn, nó sẽ ra hình tròn. Khi mình đổ vào cái khuôn hình bầu dục, nó sẽ ra hình bầu dục, đúng không? Mình đổ nước này của con vào một cái lọ, một cái chai, thì sẽ là một cái chai. Như vậy thì rõ ràng là về mặt bản chất, khi đứa trẻ sinh ra thì vân tay nước đã cực kỳ chưa được định hình rõ ràng, sẽ là muôn màu, muôn sắc, muôn hình vạn trạng luôn cho cái vân tay nước này. Vậy thì ngay từ đầu khi chị tham vấn bài nước, chị sẽ lưu ý kỹ thuật mở tâm giùm em nha. Và nếu nó không thuần về AS thì chị cũng phải có bước mở tâm là tương tác với khách và giao lưu với khách. Nếu TFRC của họ là 153 thì mình sẽ đặt những câu hỏi về việc nó đã diễn ra như thế nào, chia sẻ cho em chút cái quá trình mà chị đã phải vượt qua hoặc là anh đã trải qua trong cuộc sống đó là những gì. Thì nó sẽ giúp cho người ta bắt đầu từ từ gần với mình hơn và dễ mở lòng với mình hơn nha chị Thành. Nên là nếu nó có bị thất bại trong cái việc chị tham vấn với khách thì đơn thuần là chị tập trung quá thôi, có nghĩa là chị đặt xuống một cái là chị tham vấn luôn đúng không? Thì nó sẽ thiếu đi cái bước này thì lúc này nó sẽ bị fail. Đúng rồi, chính xác rồi cô Linh. Và nếu là AU á, thì rõ ràng chị hiểu nó là người con quốc dân đúng không? Cho nên là đúng nếu rồi. Như mà không được sống trong một gia đình của thuần về AS, được thiết lập hệ thống và quy trình á, thì chắc chắn là sẽ không hề thấy được quy trình.
cái quan trọng về mặt bản chất của núi là gì? Là cần được sự an toàn, đảm bảo và cam kết. Có phải là anh làm bất cứ một cái việc gì á, anh thường cân đo đong đếm trước sau, cầm lên đặt xuống, tham khảo rất nhiều, chỉ để đảm bảo được rằng cái điều mà tôi đang làm nó sẽ tạo ra một cái sự an toàn cho chính tôi không? Thật ra thì anh không phải là người không có đa nghi với những người khác, mà anh tìm kiếm nhiều cái dữ liệu, nhiều cái thông tin để đảm bảo rằng cái điều anh đang làm nó thật sự được an toàn, được chắc chắn, được cam kết, được bảo vệ, được kiểm soát, thì nó là của núi đó chị. Tuy nhiên là mình sẽ thông qua cái vân tay nước, đúng không? Ví dụ như bây giờ D với lại núi đi, WD với lại núi trong một bộ, thì trong tất cả các bậc mà mình học á, mình đã thừa biết là núi nó sẽ là cái chốt. Khi chỉ có một ngón thôi thì núi là chốt của mọi vấn đề rồi. Và người ta có được những cái vệ tinh khác vây quanh là gì? Là đại bàng hai tâm, là nước hay là những nhóm khác. Thì cái nhóm đại bàng hai tâm đi, anh tìm kiếm rất là nhiều cái sự trải nghiệm, khám phá góc nhìn trong cuộc sống này cho bất cứ một cái việc gì mà anh làm nha, thì suy cho cùng nó cũng chỉ là để đảm bảo được anh yên tâm với cái điều mà anh đang làm đó, có phải không? Và khi anh làm việc với rất là nhiều người, anh trải nghiệm rất là nhiều cái mối quan hệ, và anh cũng làm việc với rất là nhiều cái đối tác, thì có phải cuối cùng cũng để tìm được một cái người, một cái đối tác, một cái công ty, một cái công việc nó thực sự tạo cái sự an toàn cho chính mình không? Và nó sẽ có rất là nhiều cách để anh làm được cái điều này. Thì cái đỉnh cao của bậc 5 á, mà mình vừa mới học á, là nó giúp cho mình nhìn thấy cái lõi trong hàng ngàn cái nhân dạng ở bên ngoài. Khi chúng ta có 10 cái đầu ngón tay, chúng ta sẽ có 10 cái đặc trưng, tính cách và hành vi thể hiện theo từng vùng chức năng của từng ngón tay đó. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải, ở góc độ của một người chuyên môn á, thì chúng ta sẽ cần phải nhìn ra được cái nào thật sự là cái lõi và những cái nào là cái bổ trợ cho cái lõi này, hoặc là cái làm cho cái lõi này dễ được bộc lộ ra bên ngoài nhất. Thì đó là cái lý do vì sao chúng ta sẽ cần phải học được học bậc 5. Khi mà một khách hàng có quá nhiều chủng vân tay và các loại hình vân tay trong 10 đầu ngón tay của mình, thì nếu chỉ để dừng lại ở bậc 2, họ sẽ hiểu một cách rời rạc. Họ sẽ biết rằng tôi có núi ở đây, tôi có đại bàng ở đây, tôi có nước ở đây, tôi có nước ở đây, tôi có cái chỗ này ở đây. Họ sẽ hiểu rất rõ từng ngón của mình có những chức năng gì và vân tay chỗ này là gì. Điều đó nói lên cái ý nghĩa gì. Thì đó là cái mà mình đang học ở bậc 2. Và mình cho khách hàng thấy rất rõ mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể lý giải được. Nó không có gì gọi là mơ hồ hết. Và một trong những cái điều quan trọng khi mà viện nghiên cứu xây dựng chương trình bậc 2 cho tất cả các tham vấn viên hay kể cả khách hàng học, thì viện cũng mong muốn một điều là sau khi mọi người rời đi khỏi bậc 2 thì mọi người sẽ có một cái niềm tin rằng là mọi thứ trong cuộc đời này nó đều đến từ chính bản thân của mình. Và ngày hôm nay mình học được cách để nhận định và lý giải nó một cách logic, có khoa học, có chứng minh được. Khi bạn nắm được cái tiền đề này và cái cốt lõi này rồi, thì bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Như vậy thì đó là cái mà mình muốn xây dựng cho một người tham vấn viên, để họ nắm thực chắc được là cuộc đời này kể từ thời điểm lúc này nó sẽ nằm trong tay của họ. Và họ cũng sẽ bắt đầu hiểu được cái điều này trước cái đã, rồi sau đó mới bắt đầu đi vào một cái hành trình sâu hơn là bậc 3, bậc 4, bậc 5. Thì lúc này họ sẽ bảo là như vậy thì mình có một cái nguyên liệu, một cái chất liệu mà vũ trụ này cho mình từ lúc mình sinh ra, nó bao gồm những cái vân tay sau, liệt kê ra. Nó bao gồm những chỉ số sau, là những chỉ số mình thấy được trong bài báo cáo. Bây giờ cái chuyện của các bạn là làm gì với cuộc đời của các bạn? Bây giờ bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình? Thì sinh trắc vân tay trong cái bài 34 chủng của mình, nó sẽ cho mình thấy được rất rõ tất cả những cái gì thuộc về bẩm sinh, và nó được gọi là quá khứ của bạn. Khi bạn là người lớn đúng không? Thì nó gọi là quá khứ của bạn.
hoặc là khi mình học về luật nhân quả hoặc là học về nghiệp quả thì chúng ta cũng sẽ hiểu nó lý giải một phần trong quá khứ nghiệp của bạn, là bạn có những gì trừ lúc bạn sinh ra và bây giờ bạn làm gì với nó, nó là cái hiện tại, ngay lúc này bạn là người quyết định cái điều đó. Còn bây giờ tôi đến đây, tôi cho bạn tất cả những gì thuộc về quá khứ của bạn, tôi cho bạn biết tất cả những gì mà chỉ có sinh rất vân tay nó mới lưu trữ được cho bạn những cái này. Có phải là các anh chị mà lớn tuổi một chút á, các anh chị mà nhiều tuổi một chút á, thì các anh chị sẽ thấy là ngày xưa bố mẹ của mình á, đôi khi còn không nhớ được cái ngày tháng năm sinh chính xác của mình, đúng không? Không nhớ được. Thậm chí là bây giờ hỏi tới giờ sinh là chịu luôn, không thể nhớ được. Vậy thì có một cái công cụ nào mà nó giúp cho anh chị bảo toàn được toàn bộ những gì thuộc về lúc anh chị sinh ra như sinh trái bàn tay không? Em nói nếu như để có thể tìm được một cái gì thuộc về cái chứng thư là cái mà để tôi nhìn tôi hiện tại nè, so với tôi lúc sinh ra nè, tôi đang như thế nào, tôi đi cuộc đời ra sao, tôi có đang dựa trên cái bệ phóng, cái nền tảng này để tôi phóng lên một bậc cao hơn không? Hay là tôi đã hoàn toàn rẽ lối và nó không còn là tôi nữa rồi? Khi bạn đắp quá nhiều cái vai diễn trong cuộc đời này thì làm sao bạn có thể nhìn thấy được cái chứng thư ngày xưa của bạn? Mà bây giờ ai lưu trữ chứng thư cho bạn để bạn dòm? Để bạn dòm, đúng không? Nên là có một cái bài sinh trắc vân tay, nó đã là một cái mà có một câu nói của một khách hàng là hôm em mới kể với chị Trang xong. Khách hàng làm một cái bài báo cáo sinh trắc vân tay cho con ở bên công ty của mình ha. Khách hàng làm một bài báo cáo sinh trắc vân tay của con, khách hàng in ra và khách hàng nhờ tổng công ty đóng một con dấu, ký một cái tên, ký tên, và khách hàng ký tên vào cái cuốn bài báo cáo đó. Và trong cái cuốn bài báo cáo đó, khách hàng viết cho con của mình là lúc đấy, lúc này khách hàng làm bài cho con là 7-8 tuổi gì đấy. Thì khách hàng viết cho con một cái tâm thư trong cái bài báo cáo đó và nhờ công ty tổng đóng dấu vào, nhờ viện nghiên cứu sẽ chúng ta đóng dấu vào. Và sau khi đóng dấu xong thì em mới hỏi là vì sao chị lại muốn làm, anh chị lại muốn làm cái điều này? Thì anh chị mới nói rằng là đây là cái mà sau này anh chị để lại cho con của mình, nó là cái chứng thư. Và cái chứng thư này nó cho thấy được một điều là bất cứ lúc nào mà con lạc lối trong cuộc đời này thì con có thể tìm lại cái chứng thư này. Con nhìn lại tất cả những cái chất liệu, những cái màu sắc, những cái sự thừa hưởng từ lúc con được sinh ra. Và nếu một lúc nào đó con muốn đi tìm hoặc muốn xây dựng một cái con người khác thì con hãy xem lại tất cả những chất liệu, những cái tiền đề của cuộc sống này, nó có thực sự bổ trợ cho con không? Suy cho cùng thì chúng ta làm rất là nhiều tiền, có phải thật sự là mình muốn cần tiền không? Hay là đằng sau cái sự mà mình muốn cần tiền đó thì trong hành trình cuộc sống của mình, mối quan hệ là số 1. Mình muốn vun đắp cho tất cả những cái mối quan hệ này nó được đủ đầy, nó được như ý nguyện của mình. Có phải là bố mẹ mua đồ áo quần đẹp cho con, có phải thật sự là con cần không? Hay là vì bố mẹ đang cần cái mối quan hệ này được chăm sóc, được vun bồi, được tưới tẩm một cách trọn vẹn và giá trị hơn thì bố mẹ mới làm cái điều này cho con. Đó đúng không? Vậy thì bây giờ khi mà bạn bắt đầu sống 40, 50 trong cuộc đời này rồi, những lúc bạn muốn trả lời cho cái câu hỏi mình là ai và mình có những cái điều gì khi mình đến với cái cuộc đời này, nơi nào có thể trả lời được cho bạn cái đó ngoài sinh trắc vân tay? Ngoài sinh trắc vân tay có đúng không? Vì nhân tướng học là tâm sinh tướng. Nếu bạn chất tâm tốt, khoảng 10 năm, 20 năm khi bạn tu tập thì cái tướng mạo nó cũng sẽ thay đổi. Tướng mạo của em là thay đổi hơi bị chóng mặt nè, hơi bị ghê luôn, hơi bị nhanh luôn. Và rõ ràng là ngày trước ai cũng nói mình có tâm tốt, tính mình rất tốt. Ngày trước từ nhỏ đi học luôn, ai cũng nói như thế. Và rõ ràng không ai chơi được với mình hết. Không ai dám bước lại gần mình luôn, không ai dám bước lại gần em để mở chuyện và trò chuyện luôn. Vì ngay từ đầu tâm thế và cái hình dáng của em nó đã nói lên một cái điều là đừng có lại gần tôi, tức là rất là gai góc ấy. Kiểu như vậy. Thì trong tâm thức của mình là mình rất là muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên tướng mạo của mình nó chưa thật sự giống như vậy để cho người ta cảm thấy rằng là người ta hoàn toàn yên tâm khi đến lại gần mình đi. Vậy thì rõ ràng là nhân tướng một thời điểm nào đó nó cũng sẽ thay đổi.
tử vi nó sẽ không thay đổi, tử vi cũng không thay đổi, vì tử vi sẽ phụ thuộc vào sẽ cần phải dựa vào ngày tháng năm sinh, giờ sinh và phút sinh. Như em nói, tử vi mà các bạn nhớ lệch một phút thôi là nó đã ra một cái lá số khác rồi. Vậy thì rõ ràng là bây giờ các anh chị 40, 50, các anh chị muốn làm tử vi, các anh chị phải hỏi lại mẹ của mình, ba của mình, những người sinh ra mình là mình sinh vào ngày nào, tháng nào, đúng không? Giờ nào, phút nào nữa, có nhớ đâu? Có nhớ đâu? Khi mà nó phụ thuộc vào người khác thì rõ ràng là cái rủi ro và cái nguy cơ rất là lớn mà. Là sao nhớ được? Đúng chưa? Rồi, ok nha chị Thạch. Nên là chị Thạch hình dung là lưu ý giùm em, nếu nó không thuần về bình phong và có hơn 6 ngón là vân tay nước thì chị nên nhớ có thể dành 80% thời gian để mài rìu và 20% còn lại là tham vấn. Đừng có theo phong cách đại bàng của chị, chẳng hạn là bực vô một cái chị đi thẳng vào vấn đề luôn. Như vậy thì rõ ràng là mình đang nói cái thứ mà mình muốn nói, chứ mình chưa hề nói cái thứ mà khách hàng muốn nghe. Cảm ơn cô Linh đã rất hiểu chị.